Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 1 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới khoảng 23,3 độ Vĩ Bắc, 112,6 độ Kinh Đông trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 6, từ 39 đến 49 km h giật cấp 8, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 10 km h Đến 1 giờ ngày 2 tháng 6, vị trí tâm áp thấp ở 24,7 độ Vĩ Bắc, 114,5 độ Kinh Đông trên đất liền phía đông tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 10-15 đến 15 km h và suy yếu dần thành vùng áp thấp. Vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông mạnh, chiều và tối nay mùng 1 tháng 6 còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Nhận định tình hình khí tượng thủy văn tuần tới trên các khu vực như sau. Khu vực Bắc Bộ, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 2 tháng 6, có mưa rào và rông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn. Từ chiều tối ngày mùng 2 đến ngày mùng 3 tháng 6, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 6, có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 6, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ, có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên phổ biến từ 1 đến 3 m. Khu vực trung bộ từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 6, ngày nắng, riêng từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 4 tháng 6 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rông cục bộ. Từ đêm mùng 4 đến mùng 7 tháng 6, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rông rải rác, cục bộ có mưa to. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rông cục bộ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mực nước các sông ở khu vực Trung Bộ biến đổi chậm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 6 ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mực nước các sông ở khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Các sông Nam Bộ giao động theo thủy chiều. Khu vực Hà Nội từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 2 tháng 6 có mưa rào và rông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn. Từ chiều tối ngày mùng 2 đến ngày mùng 3 tháng 6, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rông rải rác. Từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 6 có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, Malixi, nên trong đêm mùng 1 và sáng ngày mùng 2 tháng 6, trên vùng biển phía tây bắc của Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao từ 2 đến 4 mét. Từ ngày mùng 2 tháng 6 đến ngày mùng 3 tháng 6, độ cao sóng tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, có xu hướng giảm dần, giao động từ 1,5 đến 2,5 mét. Từ ngày mùng 4 tháng 6 đến ngày mùng 7 tháng 6, độ cao sóng tại các vùng biển có xu hướng ổn định, giao động từ 1 đến 2 mét. Riêng khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông, sóng duy trì từ 1,5 đến 2,5 mét. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13 giờ, vị trí tâm bão số 1 trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 62 đến 74 km/h giật cấp 10, di chuyển theo hướng bắc với tốc độ khoảng 15 tới 20 km/h. Dự báo đến 1 giờ ngày 1 tháng 6, bão số 1 trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ khoảng 10 km/h sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng phía tây bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Khoảng 13 giờ cùng ngày, bão số 1 trên đất liền phía đông tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc hướng di chuyển không đổi, tốc độ khoảng 10 km h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, khu vực chịu ảnh hưởng phía tây bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 2 tháng 6, áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía đông tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km h và suy yếu dần thành vùng áp thấp. Ngày 31 tháng 5, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm trên đất liền theo cơ quan khí tượng ngày 31 tháng 5, khu vực quảng trị quảng ngãi có mưa rào rông rải rác cục bộ có nơi có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10 tới 20 mm có nơi trên 40 mm tây nguyên và nam bộ chiều và tối ngày 31 tháng 5, mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 tới 30 mm có nơi trên 50 mm mưa rông ở tây nguyên và nam bộ khả năng duy trì trong nhiều ngày tới thời gian mưa tập trung vào chiều và tối theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 31 tháng 5, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,1 độ vị Bắc, 111,9 độ kinh Đông trên khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 160 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, 50-61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, suy yếu và tan dần. Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và rông mạnh, gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2,0 tới 3,0 m, biển động. Vùng biển phía tây của khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sóng biển cao từ 2,5 tới 3,5 m Trên đất liền, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 100mm. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trong sáng ngày 31 tháng 5 có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20-30mm, có nơi trên 70mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều vào tối ngày 31 tháng 5 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 tới 30 mm, có nơi trên 50 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo Hà Nội và các khu vực lân cận duy trì mưa rông trong đêm ngày 30 tháng 5 kéo dài đến trưa ngày 31 tháng 5, sau đó khu vực hừng nắng. Cuối tuần này, nắng nóng cục bộ có thể quay trở lại miền Bắc. Trong khi đó, mưa rông ở Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng duy trì trong nhiều ngày tới, tập trung về chiều và tối. Nguyên nhân là gió mùa Tây Nam đã được thiết lập, khu vực chính thức bước vào mùa mưa. Cụ thể, Bắc Bộ vào đêm ngày 30 tháng 5 và ngày 31 tháng 5, đêm và sáng sớm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to. Sau đó có mưa rào và rông vài nơi, Đêm ngày 31 tháng 5 và ngày 1 tháng 6, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Thanh Hóa đến Quảng Bình từ chiều tối ngày 30 tháng 5 đến sáng ngày 31 tháng 5 có mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to. Sau có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. Các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa to, ngày nắng. Khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên có nơi nắng nóng. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Bắc Bộ từ ngày 2 tháng 5 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Riêng khoảng thời gian từ ngày 4 tới ngày 9 tháng 6, khả năng có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trung Bộ từ ngày 2 tới ngày 4 tháng 5 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Bắc Trung Bộ từ đêm ngày 4 tới ngày 9 tháng 5 có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, đây là cơn áp thấp nhiệt đới đầu tiên của mùa mưa bão năm 2024 được hình thành bên trong biển đông của Việt Nam và di chuyển theo hướng Bắc, Đông Bắc về phía lục địa Trung Quốc. Áp thấp nhiệt đới này không ảnh hưởng đến đất liền của Việt Nam, nhưng nó có ảnh hưởng tới chế độ mưa và nắng trong đất liền. Thuyền bè nhỏ trên biển, khu vực gần quần đảo Hoàng Sa muốn tránh áp thấp nhiệt đới này thì nên đi theo hướng vào đất liền. Chính Tây là vùng biển không có sóng lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Ở miền núi phía Bắc và đồng bằng Bắc Bộ xuất hiện mưa rông di chuyển từ phía Đông Bắc và lan dần sang phía Tây và Nam, mưa rông khá lớn, sấm chớp đùng đùng nhưng không mưa lâu. Phía Tây của Nghệ An có đám mây rông lớn đang lan dần sang phía Đông. Các tỉnh khác của Bắc Trung Bộ đến mai mới có mưa. Ở phía Nam, Vũng Tàu mưa lớn, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận có mưa vừa, dài rác. Tây Nguyên và Nam Trung Bộ có mưa rào, theo cụm mây rông, kéo dài đến hết ngày 31 tháng 5 để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới mưa lớn văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố các bộ ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi Tổ chức kiểm đếm thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trường, các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc là không di chuyển vào khu vực nguy hiểm để phòng rông lốc cục bộ. Vùng nguy hiểm trong vòng 24 giờ tới, phía bắc vị tuyến 15 từ kinh tuyến 110,0 đến 115,0, vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo đối với các tỉnh thành phố khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình ra soát sẵn sàng phương án để ứng phó với mưa lớn trên 120 mm trên 24 giờ gây ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.